cắt tận đến xương đến tủy rồi đấy ạ. Một chiếc xe Toyota Vios bản E được sản xuất năm 2018. Một mẫu xe gia đình sử dụng không chạy qua dịch vụ taxi một ngày nào cả mọi người nhé. Tư nhân chính chủ và đặc biệt là một chủ từ mới luôn. Chiếc xe được mang trên mình nước sơn màu vàng cát và tư nhân biển Quảng Ninh mọi người nhé. Có ai thì đặc biệt là chủ xe họ đã độ lên đèn bi gầm này. Màn hình Android to vật vã mọi người và đăng kiểm đến 2 năm nữa mới hết mọi người nhé. Tháng 7 2025. Đấy. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà cũng hơi lặng vía một chút mọi người ơi. Đây là nó cũng nằm ở cửa hàng em mấy tháng nay rồi. Em hôm nay là chơi lớn luôn. Đấy, chơi mạnh luôn. Cắt lỗ cực kỳ là sâu luôn. Khẳng định trên thị trường là không có một xe đông nào bán rẻ hơn em nữa. 2018 xe gia đình mà em đang bán với cái giá chỉ có 299 triệu đồng thôi. Thì với cái giá 299 triệu là em không bớt nữa mọi người nhá. Đấy, không bớt mọi người nữa. Và chỉ gọi là em bớt một gọi là một cái chút xíu lộc lá thôi. Đấy, một tí lộc lá cho mọi người thôi. Tại vì đấy sao ạ, em đã cắt lỗ rất là sâu rồi. Và bán đã rẻ nhất với thị trường rồi. Nếu mà đăng với cái giá thị trường bây giờ thì cũng sẽ bán được thôi. Nhưng mà cũng sẽ làm... nó cũng sẽ mất thời gian một chút nữa. Nhưng mà hôm nay đấy, em sẽ cắt sâu luôn để làm sao ạ? Để nhanh luôn. Đấy, bán nhanh, thu hồi vốn và làm ván khác mọi người nhá. Mọi người xem cái hệ thống đèn của chiếc xe này, rất là sáng sủa, sạch sẽ luôn. Và với cái chiếc xe Vios này, đấy là những chiếc xe nồi đồng cối đá bền bỉ. Dàn lốp thì mọi người xem đây, dàn lốp cực kỳ dày mọi người nhá. Lốp của Michelin cơ mà. Đây, dàn lốp rất là dày luôn. Và bản E bản đổ nó sẽ được trang bị 4 phanh đĩa đấy ạ. Hệ thống xi nhan Trinh Hương đăng kiểm này tháng 7 2025. Thời điểm nếu mọi người xem kênh của em, mọi người sẽ xem video của em trước đây. Con này là mới thời điểm mới về, em bán là 379 triệu xong em giảm xuống còn 348. Và ngày hôm nay em chơi lớn mạnh luôn là giảm xuống còn có 299 triệu đồng thôi. Nó rất là ghế da 3D xịn sò mọi người. Trần cũng là trần 3D, màn hình Android to vật vã luôn. Vô lăng của một chiếc xe gia đình rất đẹp mọi người nhá. Order mới chạy có hơn 8 vạn thôi. Hai túi khí an toàn mọi người nhá. Đấy, một bên lái và một bên phụ đây mọi người. Và những cái phần tắp ly cánh cửa này, đây mọi người có thể xem. Xe gia đình này nhìn biết ngay. Đấy, những cái phần đinh chậm này, chỉ chiều của nó đây mọi người nhìn đấy ạ. Cửa đóng thì chắc lịch luôn. Vios thời xưa ấy thì cực kỳ là giữ giá. Do năm nay là khủng hoảng của kinh tế mọi người, xe mới cũng giảm và xe cũ cũng giảm, cho nên là con này thì nó mới có cái giá như này thôi. Còn nếu mà thời điểm trước mọi người mua, em khẳng định mọi người với cái giá phải tầm khoảng 400, thì bây giờ mọi người sẽ mua cái giá rẻ hơn so với thời điểm trước cả 100 triệu mọi người nha. Đó là một cái giá cũng rất là ok rồi. Đấy, mọi người xem cái phần khung sườn của chiếc xe này, đường gân này, khe mép của cửa này rất khít và đều mọi người nhé. Không có hiện tượng vênh và mép mó này. Đấy. Đây. Đấy. Biểu tượng của Vios E đây mọi người. Đây em quay phần gầm của nó này. Rất sáng mọi người nhé. Không han, không mục mọt. Đây dàn lốp này. Bô này. Đấy. Quá là ok luôn. Đây là em một chút thì em sẽ quay cái phần cốp đây mọi người. Con này là bản sedan mà, cốp rất là rộng. Đây nhãn hiệu nhà máy sản xuất này, 2018 đây mọi người nhá. Đây ạ, à, cốp này, sạch sẽ, rộng rãi. Đây lốp xe cua đây, đấy. Mọi người có thể xem ạ. Đây, đấy. Đây phần cốp này. Tư nhân biển Quảng Ninh. Bốn quả lốp này là nó đều tắp tắp như nhau mọi người nhá. Đây ạ, bốn quả lốp rất là dày. Đấy. Phanh đĩa bốn bánh này, Vios bản E nó sẽ được trang bị bốn phanh đĩa mọi người nhá. Đây những cái phần táp ly của nó này. Rất là ok. Đấy. Ghế da này là ghế da 3D nên là nó là ghế da hay là ghế da xịn đấy mọi người. Nên là ngồi nó rất là êm và thoải mái luôn, cảm giác rất là êm mọi người nhá. Và đây, đấy, em cũng giật sơ qua những cái phần đinh cột của nó đây. Đấy, để cho mọi người có thể quan sát và mọi người xem kỹ mọi người nhá.
Năm nay thì mọi người mua cái giá này là rất là rẻ rồi. Một chiếc xe gia đình, à, nhìn táp đi này, quá đẹp luôn. Và táp lô trên đây mọi người nhé. Bây giờ thì em nổ máy đi. Order mọi người xem này, 8 vạn đấy. 8 vạn tư mọi người nhé. Hết nước xịt kính ạ. Đây đấy, chân nắng hai bên này, đèn chân này, đấy, gương chiếu hậu đây, đấy, cổ số ấy, mọi người xem này, một chiếc xe gia đình nha, cổ số đây, quá đẹp luôn mọi người, đấy, điều hòa tất cả đều hoạt động rất là ok, đấy. Và quan trọng nhất là phần máy thì em sẽ quay phần máy đây, con này thì nó zin từ mặt máy mọi người nhá, mặt máy zin luôn, đấy, nên là mọi người mua là thực sự là rất là ok. Đây mọi người ạ, zin từ mặt máy mọi người nhá. Đấy, lâu quá em không dọn dẹp lại cho nên là chỗ này nó hơi bị gọi là bẩn thôi mọi người. Đấy, chứ không phải là máy nó ngấm dầu mọi người nhá. Đây, tại vì ở trên đây này. Đây, đấy. Nó rất là khô chỗ này tại vì là chắc là em có đánh qua anh lại rửa hay là nước tiếp kiểu nó bắn lên thôi. Đây mọi người có thể xem đi ạ. Đấy. Zin mọi người nhá, zin từ mặt máy luôn, ốc kia chưa động chạm một tí gì mọi người nhá. Đây, hộ giảm sóc này, những cái phần đầu răng sắt xi này, đấy, đèn của nó này, đây ạ, đèn nguyên bản của nó mọi người nhá, máy rồi rất là chất, đây, những cái ốc tất cả sâu tận bên trong này, đấy, và đương nhiên là 2018 máy trắng rồi vì cuối 2016 với dòng xe Vios đã sẽ được lên máy trắng mọi người ạ, đây là 2018, đây tại vì là bọn em rửa mưa này, đây này, đấy. Nước các kiểu thôi, cho nên là lâu ngày nó chỉ còn là bẩn một chút thôi. Khi mọi người mua em sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho mọi người nhé. Bàn giao cho mọi người mới tinh tình luôn. Đấy. Còn một cái giá của nó là rất là yêu thương luôn. Đây mọi người xem những cái phần cabo này của nó này. Đây ạ, đấy. Nếu mà xe bị tai nạn thì cái phần này nó sẽ hiện tượng vênh nhấp nhó. Mọi người xem những cái phần đinh này, đấy, lỗ liệt của nó đây mọi người. Còn nguyên mọi người nhé. Đấy, cắt tận cuống, tận xương, rồi tận tủy rồi. Đấy. Vâng, phải nói là chơi cực kỳ lớn, cực kỳ mạnh luôn. Với chiếc xe Vios bản E2018 xe gia đình, giá là 299 triệu là em chỉ gọi là bớt lộc lá cho mọi người một chút thôi. Vâng, nếu mà quý vị khách hàng mà con cô bác mình đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline đó là 0397 265 286 hoặc một số hotline nữa là 0906 034 285. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.